chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Ngày Ronaldinho đánh bại Ronaldo trong trận siêu kinh điển. Ngày 19 tháng 11 năm 2005, Messi được đá trận kinh điển đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, ngày hôm đó sẽ mãi đi vào lịch sử với tư cách là cuộc đấu chứng kiến một người Brazil của Barcelona chinh phục Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu. Anh là Ronaldinho. Với Ronaldinho, người không dự nhiều trận kinh điển để mô tả về anh, không cần nhiều mỹ từ, ngoài hai chữ ma thuật. Cùng xem lại trận đấu đặc biệt này nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Like Fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Những trận đấu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona luôn tạo những cảm hứng đặc biệt với người hâm mộ bóng đá. Từ những ngôi sao, những cuộc đối đầu không khoan nhượng, từ khán đài tới sân cỏ, đến những khoảnh khắc ngất ngây trong từng pha bóng đã tạo nên những dấu ấn khó quên của cuộc đối đầu được chờ đón nhất ở La Liga. Trong toàn bộ lịch sử của những trận siêu kinh điển ấy, khán giả Bernabeu hầu như không đời nào vỗ tay cho một cầu thủ Barcelona, chứ chưa nói đến việc cầu thủ ấy đã ghi bàn đánh sập pháo đài của họ. Thế nhưng, Ronaldinho là ngoại lệ trong những ngoại lệ, không ai có được sự biệt đãi như anh. Trận đấu ngày 19 tháng 11 năm 2005 đã đi vào lịch sử với tư cách là cuộc đấu chứng kiến một cầu thủ của Barcelona chinh phục Real Madrid ngay tại sân Santiago Bernabeu. Real Madrid có sự xuất hiện của Ronaldo, Zidane, Ivan Henguera và tiền vệ Beckham cũng có mặt trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, so với phong độ thi đấu đang cao của Barcelona, đội hình của Real với nhiều vị trí vừa trở lại sau chấn thương đã gặp không ít khó khăn. Trong khi Barca khi ấy đang thi đấu bằng sức mạnh đã giúp họ giành chức vô địch mùa trước. Tiền vệ Ronaldinho vẫn là linh hồn của Barca, bên cạnh anh còn có Deco, Lionel Messi và Xavi. Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đều khởi đầu khá dè dặt, nhưng thế trận dần thuộc về đội khách. Do hàng tiền vệ Barca thi đấu hiệu quả hơn và tỏ ra lấn lướt trước hàng tiền vệ của đội chủ nhà. Và người đầu tiên có cơ hội uy hiếp khung thành là Eto. Phút thứ 10, Eto có cơ hội mở tỷ số cho Barca trong pha đối diện với thủ môn Casillas. Tuy nhiên, sau khi phá bẫy việt vị, cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung gỗ. Trong thế trận ép sân, các cổ động viên của Barca đã không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 15, Messi nhận bóng trước vòng cấm địa đối phương rồi chuyền cho Eto. Ở trong một tư thế không dễ dàng với 4 hậu vệ đối phương kèm quanh, Eto vẫn bình tĩnh xỉa bóng vào góc gần tung lưới Casillas mở tỷ số cho Barca. Và hôm ấy cũng là biểu hiện đầu tiên cho màn ra mắt của Messi trong lịch sử El Clasico. Sau bàn thắng của Eto, trận đấu diễn ra càng quyết liệt. Các cầu thủ Real nỗ lực tấn công tìm bàn thắng quân bình, nhưng họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của Barca dưới sự chỉ huy của trung vệ người Mexico Rafael Márquez. Raúl và Ronaldo thường tỏ ra đơn độc ở tuyến trên. Cả hai đều bị chia cắt và ít được tiếp bóng từ tuyến hai. Robinho và Zidane luôn bị Deco và Xavi để mắt đến từ ngay khu giữa sân, nên cả hai gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Đã có một số va chạm giữa cầu thủ hai đội, tuy nhiên trận đấu vẫn diễn ra đầy hấp dẫn. Các cầu thủ Real cố gắng lấy lại thế trận nhưng không thành công trước một tuyến giữa của Barca chơi quá xuất sắc. Thậm chí họ còn suýt thua thêm, nếu không có sự xuất sắc của Casillas thì lưới của Real có lẽ đã rung lên trước cú sút như trái phá của Messi.
sát hiệp 2, thế trận vẫn tương tự như hiệp 1. Barca vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân. Hàng tiền vệ của họ vẫn thi đấu rất hiệu quả. Những pha di chuyển uyển chuyển và hợp lý gây rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ Real. Cầu môn của Casillas vẫn luôn bị đe dọa. Phút 56, Casillas lại là người chiến thắng trong pha đối diện với Messi. Trong pha bóng này, hàng hậu vệ Real đã bị hút theo Ronaldinho và Eto'o bên trái, trong khi Messi bất ngờ xuất hiện bên phải. Lối chơi của Barca rất đồng đều trên cả 3 tuyến, nền tảng kỹ thuật và thể lực đã cho phép họ thực hiện các pha lên bóng phối hợp với độ chính xác cao, liên tục đẩy chủ nhà Real vào thế phải chống đỡ. Tỏa sáng rực rỡ nhất trong trận đấu vẫn là Ronaldinho. Phút 58, từ một đường phá bóng của hàng thủ, Ronaldinho có pha độc diễn với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tốc độ đi bóng đã vượt qua Garcia và Henguera để kết thúc gọn gẽ gần chấm 11m hạ thủ thành Casillas. Sau bàn thắng, Real cũng tạo một cơ hội cho mình. Sau pha đi bóng kỹ thuật, Robinho tạt bóng cắt ngang mặt thành, nhưng Ronaldo và Beckham phía trong lại đón hụt bóng. Ronaldo cũng đã đưa được bóng vào lưới Valdes sau đường chọc khe của Zidane, nhưng bàn thắng không được công nhận do anh đã ở vào thế việt vị. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Chỉ 20 phút sau, Ronaldinho lại có một siêu phẩm khác. Vẫn ở cánh trái, Ronaldinho lại đi bóng tốc độ, vượt qua hậu vệ Ramos và dễ dàng sửa bóng chéo góc hạ thủ thành Casillas, nâng tỷ số lên 3-0 cho Barca. Bàn thắng này gần như nhấn chìm mọi nỗ lực của đội chủ nhà khi Casillas buồn rầu vào lưới nhặt bóng. Ronaldinho hồn nhiên ăn mừng thì một điều phi thường đã xảy ra tại Bernabeu. Khán giả cả sân Bernabeu đứng dậy vỗ tay hoan hô Ronaldinho, vỗ tay cho cầu thủ Brazil vừa xúc tung lưới đội bóng của họ. Đây là một vinh dự mà chỉ Johan Cruyff của năm 1974 và Diego Maradona 1983 từng có, và cũng là sự thừa nhận tuyệt vời nhất mà Ronaldinho từng có trong sự nghiệp. Vài ngày sau trận đấu này, Ronaldinho cũng trở thành cầu thủ Brazil thứ 3 giành được quả bóng vàng châu Âu sau Ronaldo và Rivaldo. Mặc dù anh đi xuống rất nhanh, nhanh hơn những gì người hâm mộ có thể tưởng tượng, nhưng Ronaldo để lại lịch sử siêu kinh điển rất nhiều điều kỳ diệu. Một trong những dấu ấn lớn nhất mà anh để lại là Messi, người mà anh vẫn tận tình hướng dẫn cho đến ngày cuối cùng ở Barca. Vừa rồi là diễn biến của một trong những trận đấu ấn tượng nhất trong lịch sử El Clasico. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!